Mục vụ Tin và Sống xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm câu chuyện đức tin. Đi đến một quyết định. Sau khi tôi nói chuyện tại một buổi hội thảo vào một buổi tối, một người đàn ông lịch sự đến nói lời cảm ơn. Tôi hỏi anh ấy, bạn đã nhận biết Chúa cứu thế chưa? Glenn trả lời, tôi vẫn còn đang cố gắng tìm kiếm Ngài. Hãy cho tôi biết sơ lược về anh. Anh ta thở dài, tôi là một kỹ sư. Hiện nay hôn nhân của tôi có vấn đề. Tôi có một số câu hỏi về đức tin. Được rồi, cho phép tôi phỏng vấn anh một số câu hỏi để xem anh đang bị cuộc trói trong vấn đề nào. Anh thừa nhận anh là một tội nhân. Vâng. Anh có muốn nhận được sự tha thứ cho tất cả tội lỗi của anh không? Vâng, có. Anh có tin rằng Chúa cứu thế Giê-xu đã chết trên thập tự giá và đã sống lại? Anh ta lắc đầu. Tôi không biết. Nè Glenn, nếu anh có sự xác quyết với Chúa Giê-xu, Ngài đã chết và đã sống lại, anh có muốn tội lỗi của anh được tha thứ không? Anh ta nghiêm túc gật đầu. Chúng ta sẽ nói về sự sống lại. Đức Chúa Trời đảm bảo rằng những bằng chứng trong lịch sử về thực tế sống lại của Chúa cứu thế Giê-xu. Anh có sẵn sàng cầu xin Chúa giúp đỡ vượt qua sự vô tín của anh không? Vâng, tôi sẵn lòng. Tôi đặt tay lên vai của anh. Chúa sẽ nghe những gì sâu kín trong tấm lòng của anh. Hãy thử dâng lên cho Ngài lời cầu nguyện đơn sơ và chờ đợi Ngài hành động. Chúng tôi cùng cúi đầu xuống. Tôi hướng dẫn anh cầu nguyện bằng cách lặp lại lời cầu nguyện sau đây. Lạy Chúa, con là người có tội. Con khao khát được Ngài tha thứ tất cả mọi lỗi lầm. Con tin Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá, đền tội cho con. Xin Chúa giúp đỡ để con không còn vô tín. Lạy Cha Thiên Thượng, xin ban giải pháp trong việc hôn nhân của con. Con muốn dâng nộp cho Ngài đời sống của con. Trong danh Chúa Giê-xu, Amen. Glenn ngước mắt lên sau khi cầu nguyện. Tôi có thể thấy ánh mắt anh ta lấp lánh niềm vui. Glenn khẳng định, tôi tin tất cả những gì đang diễn ra là sự thật. Tôi hỏi, nè Glenn, bây giờ Chúa Giê-xu đang ở đâu? Ngài đang cư trú trong lòng của tôi. Vợ anh có ở đây không? Vâng có. Tôi sẽ đi gọi cô ấy. Khi Ginny đến, chúng tôi biết cô ấy cũng vừa mới mở lòng tiếp nhận Chúa trong phòng cầu nguyện. Teresa, bé gái 12 tuổi, con của họ đi cùng, cũng đầm đìa nước mắt. Tôi hỏi Teresa, có việc gì xảy ra với con vậy? Teresa bắt đầu khóc. Con không biết sắp tới đây con sẽ sống với bố hay là sống với mẹ, hay là con sống với người chồng mới của mẹ. Tôi nói, Teresa, bác có thể gặp cháu vào ngày mai được không? Cô gái nhỏ thì thầm, không được bác ơi. Bác biết một người có thể an ủi cháu. Cháu đoán xem người đó là ai? Chúa Giê-xu, cháu đã nhận biết Ngài? Dạ chưa. Tối nay con có nghe giảng phúc âm. Làm thế nào con có thể tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng của con hả bác? Lòng tôi tràn ngập niềm vui khi nghe câu hỏi đó. Tôi đưa cả gia đình Glenn đến gặp vị mục sư quản nhiệm. Cô gái này muốn thiết lập mối quan hệ với Chúa cứu thế Giê-xu. Vị mục sư hướng dẫn Teresa cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Khi bạn thực hành mục vụ chia sẻ đức tin, bạn không chỉ chia sẻ cho một người, nhưng có thể là cho một gia đình, một ngôi làng, một tiểu bang, hay cả một dân tộc. Thế thì bạn có muốn nhận lãnh đặc quyền này? Gia đình Glenn đã theo tôi đến với hội thánh. Họ cảm ơn tôi, nhưng tôi là người dâng lên Chúa lòng biết ơn sâu đậm nhất vì Chúa đã ban ân điển và sử dụng tôi trong đường lối của Ngài. Roma đoạn 10, câu 9 và câu 10 có chép: bởi vì nếu miệng bạn xưng nhận Đức Chúa Giê-xu là Chúa và lòng bạn tin rằng
Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài từ cõi chết sống lại thì bạn sẽ được cứu. Vì ai tin trong lòng thì được xưng công chính, và ai xưng nhận ra bằng môi miệng thì được cứu rỗi. Amen.